Không chỉ gia tăng sản lượng gạo chất lượng cao để phục vụ mục tiêu xuất khẩu, thời gian qua thị trường trong nước đón nhận tín hiệu tích cực từ phía người tiêu dùng khi ngày càng có nhiều người tìm đến các dòng gạo phẩm cấp cao, dù giá các loại gạo này cao gấp 2 đến 3 lần so với các loại gạo thông thường. Thông qua bạn bè giới thiệu, bà Nguyễn Vĩnh Quyên, một người tiêu dùng Hà Nội đã biết đến sản phẩm gạo lứt tím. Nhờ cho chất lượng cơm dẻo, dai, giòn, mềm, có vị đậm, bà Quyên đã quyết định tiếp tục sử dụng loại gạo này. Tất nhiên là giá thành nó cao một chút, có thể gần như cao gấp đôi so với những loại gạo thông thường. Nhưng xu hướng bây giờ thì chúng ta cũng không ăn quá nhiều tinh bột trong một bữa. Cho nên tôi thấy rằng là việc mà để mua một cái loại gạo giá thành nó cao nhưng ăn ngon miệng, và cái quan trọng là nó có một cái nguồn gốc trích xuất đầy đủ và mình có thể tin tưởng được, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái lựa chọn thông minh của người tiêu dùng. Còn với chị Lê Thị Thu Huyền, một biến cố lớn về sức khỏe với gia đình đã là động lực để chị cùng những người bạn sáng lập một bếp ăn online. Tại bếp ăn này, bên cạnh những thực phẩm giàu protein, gạo là nguyên liệu không thể thiếu, giúp cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Gạo lứt tím là loại gạo được chị lựa chọn bởi độ dinh dưỡng đạt chuẩn cũng như vẫn giữ được vị dẻo thơm khi tới tay khách hàng. Mình đã lựa chọn được cái đơn vị gạo mà phù hợp với các cái tiêu chí của cửa hàng. Thứ nhất là đây là một đơn vị gạo đã được các cái thành phần dinh dưỡng đã được công bố rất là rõ ràng ở trên nhãn mác. Và đặc biệt là khi mà kể cả để nguội, gạo sẽ vẫn rất là dẻo. Và với một đơn vị mà làm hàng online như chúng tôi ấy, thì khi mà chúng tôi cung cấp bữa ăn mà phải ship ấy, thì nó sẽ phải mất thời gian, chứ không thể làm mà như chúng ta đang ăn ở nhà, chúng ta múc rồi nồi cơm ra. Thì sau một cái quãng thời gian thông thường là nó cũng phải mất khoảng 30 phút thì mới đến tay được người ăn đấy. Và mọi người đều phản hồi là hương vị gạo vẫn rất là ngon và mềm. Không chỉ đẹp từ bên ngoài, ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn bữa ăn cân bằng dinh dưỡng thông qua các loại gạo giàu dưỡng chất, đặc biệt với những người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Thì gạo lứt là một nguồn ngũ cốc nguyên hạt, thì đây là một đặc tính của nó, đó là giúp cho những người mà ăn kiêng. Thì đặc tính của người ăn kiêng là ăn ít, nên là để có thể ăn ít mà không bị đói thì gạo lứt là một cái thực phẩm giúp cho họ có thể không bị đói trong quá trình ăn kiêng. Dù có giá cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với những loại gạo thông thường, tuy nhiên ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn các loại gạo cao cấp với tiêu chí an toàn, ngon miệng, dinh dưỡng hợp lý, tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, hàng năm ngành tôm đóng góp 45 đến 50% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, trở thành nước cung cấp tôm hàng đầu trên thế giới với giá trị xuất khẩu chiếm 13 đến 14%. Tuy nhiên hiện nay, ngành hàng này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như là biến đổi khí hậu, môi trường, dịch bệnh. Chính vì vậy, thời gian qua rất nhiều giải pháp đã được triển khai, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phát triển công nghệ. Từ ngày 12 đến ngày hôm qua, 14 tháng 4 tại thành phố Cần Thơ, Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 4 năm 2023, Viet Shrimp năm 2023 với chủ đề là nâng tầm chuỗi giá trị đã được tổ chức, và nhiều công nghệ mới cho ngành này cũng đã được trình diễn tại sự kiện này. Chiếc máy này được sản xuất cách đây không lâu, chỉ cần bấm nút điều khiển, bà con có thể thu hoạch từ 8 đến 10 tấn tôm chỉ trong 1 giờ. Công nghệ mới này mang lại hiệu quả cao hơn so với cách làm truyền thống. Có những cái farm rất là lớn, người ta thu hoạch một ngày ví dụ như là được khoảng 100 tấn thì nó rất là lâu. Nhưng mà với cái máy này ấy, thì thời gian nó thu hoạch nó kéo giảm xuống được 1/3. Hội chợ với sự trưng bày của hơn 200 gian hàng đến từ 150 nhà triển lãm trong nước và quốc tế. Trong đó có những doanh nghiệp lớn đến từ nước ngoài với nhiều công nghệ mới hiện đại được ứng dụng trong các lĩnh vực như thuốc, thức ăn hay vaccine. Đơn vị đến từ Pháp này là một điển hình. Chúng ta phải làm việc cùng nhau vì những thách thức lớn mà ngành thủy sản đang phải đối mặt. Chúng ta không thể chiến đấu một mình để tồn tại bởi công nghệ rất quan trọng. Chúng ta cần phải học hỏi lẫn nhau để phát triển bền vững ngành tôm. Năm vừa qua, xuất khẩu tôm đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với năm 2021. Hiện sản phẩm tôm đã có mặt ở 108 thị trường. Dù hoạt động xuất khẩu đứng trong top đầu thế giới, nhưng ngành tôm Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức ở cả đầu vào và đầu ra liên quan đến nguồn cung nguyên liệu. Đặc biệt, giá thành sản xuất tôm vẫn còn cao hơn các nước khác, dẫn đến giá sản phẩm kém cạnh tranh. Chuỗi giá trị tôm Việt chưa thật sự đạt hiệu quả tối ưu. Theo các cơ quan chức năng, để ngành hàng này phát triển bền vững, cần phải đánh giá đúng vị trí của công nghệ trong chuỗi sản xuất. Bao nhiêu hecta tôm lúa, bao nhiêu hecta tôm quảng canh mà có công nghệ, rồi bao nhiêu là hướng công nghệ cao. tất cả cái đấy nó sắp xếp lại làm sao chặt chẽ hơn, mình bảo là làm sao cho nó hài hòa lại để tạo nên một ngành tôm bền vững. Với những nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm hàng đầu với giá trị xuất khẩu chiếm 13–14% tổng giá trị xuất khẩu tôm trên toàn thế giới. Mục tiêu của ngành tôm nước ta là đạt diện tích 750.000 hectare trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu trên 4,3 tỷ đô la Mỹ. Sự tham gia của nhà quản lý, nhà khoa học, nhà kinh doanh và nhà nông trong việc phát triển công nghệ sẽ giúp biến mục tiêu trở thành hiện thực. Từ đầu năm đến nay, giá mít ở mức khá cao hiện vẫn đang ở khoảng trên 40.000 đồng 1 kg. Bên cạnh niềm vui được giá thì nhiều nhà vườn cũng đứng ngồi không yên vì bị trộm mít ngày càng lộng hành. Phóng sự tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Giá mít đạt hơn 40.000 đồng 1 kg. Mỗi trái mít độ tuổi thu hoạch bị trộm coi như ông Trang mất nửa triệu đồng. Đáng nói là để trộm được một trái mít đạt chuẩn, dễ bán, kẻ trộm đã lựa chọn bằng cách giặt dầu làm hư hỏng hàng chục trái khác, khiến chủ vườn càng thiệt hại nặng. Chú là cách đây là khoảng nửa tháng, cái anh nó giặt mặt đó, thành ra là thiệt hại thì nó giặt có mười mấy trái, nhưng ước tính thì mỗi một trái nếu mà nó đừng giặt á thì mình bán cũng khoảng 400–500. Còn giặt thì bớt quá anh bán chừng 50–70 ngàn, 100–100. Theo nhiều nhà vườn, mỗi khi mít có giá thì đối tượng trộm mít lại gia tăng hoạt động cả ngày lẫn đêm, nên rất khó canh phòng. Thậm chí, nhiều đối tượng còn giả dạng thương lái mít để đến thăm dò tình hình, tìm lúc sơ hở của nhà vườn để cắt trộm. Trước tình hình này, nhà vườn mít đã tìm nhiều cách để bảo vệ tài sản, nhưng dường như là không xuể. Theo như chú nghĩ thì làm gào thì gào người ngay đó, chứ nó cố tình nó có vô rồi thì... Tại vì chú tối nhiều khi mình tiếc của rồi chú cũng bơi xuồng lên đây rồi chú chỉ dòm vậy thôi mà chú giái tời đừng có gặp, chứ gặp rồi thì nó làm gì nó làm. Hiện chính quyền các địa phương có nhiều diện tích vườn mít cũng đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Các camera an ninh trên các tuyến đường nông thôn cũng đã được điều chỉnh để hỗ trợ việc phòng chống nạn trộm cắp. Cái mất cắp thì nó cũng có xảy ra. Tuyên truyền người dân là phải cảnh giác, còn bảo vệ cái của mình, còn cái của xã thì chỉ đạo cho lực lượng dân phòng của ấp rồi công an xã thì cũng từng tra kiểm soát để mà ngăn ngừa những cái mất cấp. Toàn tỉnh Đồng Tháp đang có hơn 6.300 ha trồng mít, trong đó nhiều nhất là các huyện Tháp 10, Thanh Bình, Cao Lãnh và Châu Thành. Nhà vườn mong muốn cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc để xử lý, dẹp bỏ nạn trộm mít, để bảo vệ tài sản cho người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2022–2023 dự báo đạt khoảng 171 triệu bao, trong khi nhu cầu thì đang tăng mạnh. Dự báo thị trường cà phê toàn cầu sẽ chứng kiến mức thâm hụt lớn trong niên vụ này. ICO cho biết sản lượng cà phê toàn cầu đã giảm 1,4% xuống còn 168 triệu bao trong niên vụ 2021–2022 do cây cà phê bước vào năm mất mùa theo chu kỳ 2 năm một lần, cùng với khí hậu khắc nghiệt ở một số vùng trồng cà phê lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, sản lượng dự kiến sẽ phục hồi lên mức 171,3 triệu bao trong niên vụ này. Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới sau đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong niên vụ trước. Do đó, ICO dự báo tăng trưởng tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tăng 1,7%, lên gần 179 triệu bao. Thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt trong năm thứ hai liên tiếp, với mức thâm hụt 7,3 triệu bao trong niên vụ 2022–2023.